Chào các bạn, đây là những củ tỏi của nhà mình. Thì hôm nay mình thấy các củ nó đã ra mầm, cho nên mình sẽ trồng nó để cho mình ăn lá. Thì những cái củ tỏi này mình mua về, các bạn lột bỏ cái lớp vỏ bên ngoài của nó ra. Thì mình sẽ tách từng tép như thế này để mình trồng nó. Thì mình sẽ trồng hai cách. Một cách là mình tách ra từng tép như thế này và mình ghim xuống đất. Thì các bạn chuẩn bị đất, các đất, loại đất ở sau vườn của mình đó, hoặc là đất trồng cây, loại nào cũng được, vì tỏi nó rất là dễ trồng. Các bạn cũng không cần phải bóc vỏ ra, nếu có thời gian bóc vỏ thì càng tốt, còn không có thời gian bóc vỏ thì mình để vỏ như vậy, mình ghim xuống đất vẫn được. Khi các bạn ghim xuống đất thì tốt nhất là các bạn ghim độ sâu của nó hơn phân nửa tép tỏi, để cho tép tỏi nó chắc. Khi mà tép tỏi nó nhiều rễ, nó lớn lên, nó sẽ đội cái tép lên khỏi mặt đất, cho nên mình ghim sâu xuống một tí thì sẽ tốt hơn. Vì tỏi này là mình trồng để mình ăn lá, không phải là để lấy củ, cho nên các bạn cứ ghim sát vào nhau để mình được nhiều lá, nhiều thân. Mình không cần phải trồng với khoảng cách thưa, càng gần càng tốt thì mình sẽ thu hoạch được nhiều lá. Và cây hũ để các bạn trồng, các bạn có thể tìm cái hộp nhựa, vỏ chai, cái đồ đựng nào cũng được. Có thể là mình đựng đất là được. Các bạn có thể đục lỗ để mình trồng tỏi, để mình tưới nước nó khỏi bị úng. Nhưng mà mình cái hũ này mình không có đục lỗ, mỗi ngày mình chỉ tưới một ít nước thôi, vừa đủ độ ẩm cho cái chậu này chứ không có ngập nước, và cho nó sạch luôn, để cho cái bàn của mình, cái nơi mình để nó không có bị chảy nước tùm lum hết các bạn. Thì cứ như thế mình ghim những cái tép tỏi này vào chậu và mình lấy một cái chai nước suối, mình đục cái lỗ ở trên đầu nắp chai, mình tưới nhẹ nhẹ nó lên như thế này. Một ngày mình chỉ tưới nó một lần thôi, một lần mình tưới nó một ít nước tí xíu như thế này thôi, vừa đủ độ ẩm là được, nó không có ngập nước ở trong cái hộp nhựa của mình. Khi nào mà mình thấy trên mặt đất nó hơi khô á thì các bạn tưới nước cho nó. Vì đây là lần đầu tiên mình bỏ đất mình tưới thì mình tưới hơi nhiều tí xíu. Khi mà mình tưới nước xong rồi thì các bạn lấy cái màn bọc thực phẩm á, mình sẽ wrap lại một hoặc hai ngày đầu để cho hơi ẩm, hơi hầm, nó sẽ giúp cho cái tép tỏi mình nó nhanh phát triển ở trong cái thời gian đầu, nó nhanh nó nảy mầm. Đối với những cái tép tỏi mà nó chưa nảy mầm, còn cái tép tỏi này nó nảy mầm rồi thì cho nó phát triển nhanh tí xíu, giúp cho nó hầm hơi hết các bạn. Và một hai ngày sau á, thì mình mở cái màn bọc này ra, mình đặt ở chỗ có nhiều ánh sáng. Và cách thứ hai mình trồng là mình cũng kiếm một cái hộp nhựa, mình trồng nó và mình không có cần tách những cái tép tỏi ra như hồi nãy, không cần mất thời gian, mình cứ đặt nguyên củ tỏi vô luôn. Một cái hộp nhựa như thế này thì mình để 4 củ tỏi để cho các bạn so sánh khi chúng nó phát triển. Sau 2 ngày thì mình mở cái màn bọc thực phẩm này ra. Các bạn thấy mồ hôi nó đóng, nó có mồ hôi ở trên cái màn á. Thì hôm nay lá nó mọc ra nhiều hơn. Thì bây giờ mình sẽ tưới nước tiếp tục. Từ hôm bữa tới giờ là mình không có tưới nước, thì hôm nay mình sẽ tưới nó. Tại vì mình thấy ở trên cái mặt đất nó hơi khô rồi. Sau một tuần thì mỗi tép tỏi nó bắt đầu nó có sự phát triển, mình thấy cái ngọn nó bắt đầu cao hơn một chút rồi nè các bạn. Ở đây là sau 10 ngày thì nó cao hơn, nhìn nó bắt đầu nó phát triển, thấy nó có sự khác biệt rõ rệt liền các bạn ơi. Và đây là thành quả của mình sau 2 tuần trồng tỏi từ củ. Như các bạn thấy, những cái cây tỏi của mình nó rất là thẳng,
đều và đẹp. Hôm nay nó cao lên rồi, các bạn có thể hái lá nó ăn nó. Mình trồng trong cái tô của mình, cái tô nhựa này nè, mà mình không có đục lỗ ở dưới để cho nó sạch, mình tưới nước nó không có bị dơ, bị úng. Nếu như bạn nào muốn đục lỗ để cho nó thoát nước á, thì mình kiếm một cái tô giống như vậy nữa, mình trồng nó vào phía dưới để khi mình tưới nước á, thì nó sẽ không có bị úng cái tép tỏi của mình. Và mỗi ngày mình đều tưới nước cho nó một lần, mỗi lần mình tưới một ít tí xíu trên mặt cho nó giữ ẩm cái gốc thôi, chứ không có cần tưới nước nhiều ha các bạn. Và khi mà mình trồng như thế này á, thì mình để ý cho một củ tỏi, những cái tép tỏi nào mà to, mập, khỏe thì nó lên những cái cây tỏi, cái thân tỏi nó sẽ mập và nó cao hơn, nó vượt trội hơn so với những cái tép nhỏ nhỏ. Cho nên khi các bạn trồng tỏi, dù ăn tép hay là lấy lá, các bạn lựa những cái tép to mập á, thì các bạn trồng lên sẽ được những cây to khỏe. Khi trồng tỏi trong chậu thì các bạn nhớ chú ý là mình để những chậu này nơi có gần ánh sáng, nơi cửa sổ, những nơi mà tiếp xúc ánh sáng nhiều để cho những cái thân xanh đẹp mướt to khỏe. Với cái lá tỏi này thì mình đã tới được thời điểm thu hoạch được rồi đó các bạn. Mình trong cái lúc này thì lá nó non vừa ăn, còn nếu mình để cao tí xíu nữa thì ăn nó sẽ hơi già và nó sẽ bị dai. Tỏi này rất là tốt cho sức khỏe, các bạn có thể tìm hiểu ở trên Google. Nó rất là nhiều dưỡng chất và nhiều công dụng khác. Và chế biến món ăn thì cũng rất là dễ. Các bạn có thể ăn sống hoặc là ăn mì gói mình để vào. Nếu muốn ngon hơn thì các bạn có thể xào thịt bò xong rồi mình để sắc lá tỏi này vào, là lá tỏi xào với thịt bò. Món này thì rất là ngon và nhiều bạn cũng biết ha các bạn. Và bây giờ là mình cắt những cái lá tỏi này vào để mình ăn đợt một. Thì khi mà các bạn muốn mà mình thu hoạch một lượt nhiều á, thì các bạn trồng nhiều hộp, nhiều hũ, nhiều chậu ha. Còn mình thì bây giờ mình ăn ít, lâu lâu mình mới ăn. Thì mình với lại mình trồng mẫu cho các bạn xem, thì mình trồng số lượng ít thôi. Và khi mà mình cắt như thế này rồi thì các bạn tưới nước thì nó sẽ lên tiếp tục nữa cho mình. Có những bạn thích ăn luôn tép thì mình sẽ nhổ cái tép đó lên luôn. Còn mình chỉ cần lá thì bây giờ mình chỉ cắt những cái ngọn, những cái lá như thế này để mình phục vụ cho nấu nướng hôm nay thôi. Các bạn nhìn cái ngọn tỏi này các bạn, nó mập mạp, nó xanh mà nó mướt. Cái này là yên tâm luôn, không có thuốc, không có phân gì hết, chỉ lấy nước mình tưới thôi mà nó lên tốt xanh như thế này, nhìn thích quá các bạn ơi. Mình ăn bao nhiêu mình cắt bao nhiêu. Với cách này rất là dễ trồng, tất cả các bạn nào cũng có thể trồng tại nhà. Các bạn có thể trồng ở số lượng nhiều ở trong thùng xốp cũng được nữa. Bạn nào muốn trồng cho đẹp để làm cảnh, các bạn trồng có thể trồng vô cái tô nhựa trắng như này để vào phòng khách, phòng đọc sách hoặc là bàn làm việc. Nó vừa đẹp mà vừa trang trí mà vừa có thể ăn được, nó rất là tiện lợi luôn. Các bạn thử trồng giống như mình một chậu như thế này, các bạn sẽ thấy rất là thích. Nhiều khi mình cắt ăn mà mình không nỡ nữa, mình muốn nhìn ngắm cho nó đẹp, tại vì nó có màu xanh xanh thì nhìn cái căn nhà của mình nó góp phần cho cái nhà mình nó có sức sống thêm ha các bạn.
Mình cảm ơn các bạn đã xem video trồng tỏi. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tới. Xin chào các bạn.